Hello, xin chào mọi người, mình là Kalim đây. Hôm nay mình có một cái món đồ chơi mới đến từ Đức. Một sản phẩm máy pha cà phê của hãng ECM tên là Puristica. Thì một cái hãng chuyên làm máy pha cà phê đến từ Đức đã có trên tay ngày hôm nay. Mình sẽ unbox và chia sẻ nó đến với mọi người. Rồi, cùng mình unbox ha. Có một cái bộ phụ kiện này, hay là em nói ha, rất là nhỏ gọn, mọi người có thể thấy này. Trước của máy này là mình sẽ có một cái đầu group hit E61 này, và mình có một cái phần manual chỉnh nhiệt độ này, logo ECM này, một cái đồng hồ đo áp suất này, và một cái van để điều chỉnh áp suất. Thì cái máy này nó có cho mình can thiệp vào nhiệt độ của nước và áp suất khi mình chiết xuất cà phê. Và họ để họ thiết kế một cái máy nhỏ gọn như vậy là họ đã lược bỏ cái vòi đánh sữa rồi. Bây giờ mình không có cái vòi đánh sữa ở trên cái máy này. Thì nếu mà ai mà muốn mua cái máy này để làm latte ấy, thì mình phải mua thêm một cái máy đánh sữa bên ngoài. Mình có một cái adapter để cắm điện cho bất kỳ quốc gia nào này. Một bộ phụ kiện đi kèm. Đây, gồm có một cái tamper, filter mù để vệ sinh này. Filter thì sẽ có một single shot và một cái double shot. Đây, tay pha rất là đẹp. Rồi, dây nguồn, cọ vệ sinh. Tiếp theo đó là đây là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Một cái bình thủy tinh đựng nước này. Là cứ ở cái bình này mình sẽ đặt cái bên. Đó, mình đặt cái bên đây. Đây, để mình lấy phụ kiện ra mình ghim ống nha. Đây, đó, đây là cái nắp cái bình đựng nước này. Đây có cái cổng in out này. Thì họ lược bỏ cái phần mà chứa nước để làm cho cái máy này nó gọn đi. Thì nếu mà mình không có muốn xài cái bình này thì mình có thể ghim cái nước trực tiếp vô cái máy này luôn. Và nó sẽ có một cái cổng để lấy nước vô và một cổng lấy nước ra. Của máy họ làm rất là chỉnh chu và có cái con mic rất là thông minh hiện đại, một cái cục pin kết nối cực kỳ dễ dàng luôn, chỉ cần ấn vào vô. Mình đã hoàn thiện lắp ráp được cái máy ECM Puristica này. Thì họ theo một cái xu hướng là muốn tinh giản cái máy này đi gọn nhất có thể, cho nên họ đã bỏ đi cái phần gọi là khay chứa nước ở bên trong và cái phần cái vòi đánh sữa. Thì cho nên cái máy của mình được tinh giản đi rất là nhiều, và bây giờ nó chỉ còn cái group E61 để chiết xuất cà phê thôi. Và cái máy này nó sẽ giúp cho mình chiết xuất cà phê được nhiều profile hơn, được nhiều cái vị và cái mức độ đậm nhẹ khác nhau. Thì nó sẽ giúp cho mình có thể pha được nhiều loại cà phê hơn. Rồi một cái van để điều chỉnh áp suất khi pha này. Mình có thể gạt nấc này lên rồi mình tăng áp suất rồi giảm áp suất tùy mình muốn uống cà phê đậm nhẹ như thế nào. Thì đây họ để cái bình nước ra bên ngoài. Đó, và cái bình nước này họ cũng thiết kế rất là đẹp, mọi người có thể thấy ha. Và cái dây connect này nó rất là dễ thao tác cho bất kỳ ai luôn. Với cái máy này, với thiết kế này rất là gọn nhẹ, đẹp, sang trọng. Mức giá họ đưa ra cũng khá là ổn so với cái một cái sản phẩm chất lượng như vậy. Thì nếu mà đặt ship từ bên nước ngoài về đây, tính luôn thuế và phí vận chuyển thì khoảng tầm từ 35 đến 40 triệu cho một cái máy như vậy. Thì mọi người có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này. Nếu mà mình chỉ uống espresso không á, thì cái máy này quá phù hợp với đại đa số những người mà thích uống espresso và muốn một cái góc cà phê nó nhỏ gọn như là mình. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Bây giờ mình sẽ chiết xuất với 18 gram cà phê, nhiệt độ là 93 độ, áp suất là 93. Và áp suất mình có thể chỉnh trong cái lúc mà mình chiết xuất luôn nha. Thì 18 gram mình sẽ lấy khoảng tầm 36 gram mình sẽ ngưng. Rồi, đặt 36 gram, sẽ tỷ lệ 1:2. Mình được một ly espresso
Ừ.